thưa cộng đoàn, cuộc sống xung quanh chúng ta đầy dẫy những mảnh đời bất hạnh, kém may mắn. Đó là những người đau khổ, yếu đuối, bệnh tật, già nua, bị bỏ rơi. Họ là đối tượng đặc biệt của lòng thương xót Chúa. Trong trái tim Chúa luôn có chỗ cho họ. Nơi đó họ được nâng đỡ, ủi an, được chữa lành. Truyền kể rằng ngày nãy ngày nay, tại một làng nọ có bà Tám. Bà được xem là đạo đức, kinh lễ sáng, trưa, chiều, tối. Nhưng bà lại nhìn người khác, đặc biệt là những mảnh đời bất hạnh bằng nửa con mắt. Bà được mệnh danh là đệ nhất điều ngoa. Bà cho rằng chỉ cần kính Chúa, tức là chỉ mình với Chúa là đủ. Và rồi sau một lần được gặp Chúa, được ở trong trái tim Chúa, bà đã thay đổi. Lòng thương xót của Thiên Chúa đã biến đổi trái tim, cách sống của bà. Kính mời quý vị và các bạn cùng thư giãn và suy ngẫm với tiểu phẩm hài kịch Trong Trái Tim Chúa qua phần diễn xuất của các nghệ sĩ đến từ giáo xứ Quý Hòa. Về. Ai là thế kia bọn đầu trâu mặt ngựa sống lý ra cháu nào thế không ạ? Con kênh con xin lời cháu ý là khi tùy con đi tùy ở sống lý ni mà cháu con ngồi mẹ nhá nhá bỏi cẳng ba lên đời con đi la quỳ chùa nói chúng là thiên thần đầy ôi chùa lâm nó bị lừa rồi hắn cả bộ dễ thương này cú té là đâu thực ra là cái bọn quỷ sứ tại gì ba tám này tôi về chưa đây chưa lâu tôi biết ba là người kính đạo nhất họ này đây cha nói quái chờ mà đúng hết rồi và kính chùa thôi chưa đủ kính chùa phải đi đôi với yêu người ôi cái gì con phải nói với cha biết đi nhá kính chùa đi dễ cha dễ làm luôn giờ mà nói yêu người nữa hết chết để con kể cho mà nghe thật quân quân có quân đi sống bố mà ly như cái sống ly uống sữa này ăn bim bim này rạc thải là quăng đầy đường mà được dâu hoàng nói đi này hay vào về mới thiên mà có chỗ ai làm thế mô trả cho con thịt chắc
quái. Cái gì đấy? Đi qua con biểu chùa rồi nhờ cha. Qua con biểu cha đi, quế đi. Rồi nhờ cha biểu vi chùa. Đúng rồi, chưa chắc đâu. Ba chưa gì mới được. Ai cái chuyện mà con nói vi cha nghe. À, là cái việc mà ba muốn gặp chùa đó hay không? Đúng rồi đó, cái đó đó, đó. Chuyện đó thì tôi cùng này về chùa rồi. Ba chùa cùng nhầm lời rồi. À rửa cha. Ba có nói chùa nhầm lời tôi rồi. Chuẩn bị đến nhà tôi. Cha hay chẳng có ai mà đến nhà tôi cả. Nắm bầu ăn. Không những có chùa mà còn có cả các thánh và thiên thần nữa đấy. Ồ dê, ồ dê. Thế à? Mà khi bố chùa đến. Chuyện này thì chùa cùng không bảo trước. Nhưng là đôi đó ngày hôm nay. Tôi định bảo cho ba vui về. Tôi cùng về sự chờ cần đến đại hội giới trẻ. Cũng chuyện nhiều lắm. Dạ, con chào cha. Dạ, con chào cha về con... À, mà tôi quên bảo với ba là chùa sẽ đến bất kỳ hình dạng nào đấy. À rồi vợ không in trong bài nhá. Không. À, chùa. Không nên ba, nếu ai đến hỏi nhà ba thì ba hãy hỏi kỳ có phải là chùa không. Dạ dạ con biết rồi, con cảm ơn cha. Hôm nay chân phải chuẩn bị đi à. Đoàn à, chùa đến đấy chứ. Gọi ba phần, gọi ba phần. Một chín không không, một tông, một dẹp. Alo, ba phân à? Có nhắc chiếc đà hè. Ý mà thôi, có vấn đề chỉ nhìn. Đặt một bàn tiệc. À, rau nè, ngon. Cá kho tô nè, thịt kho tàu. Ý, ý, ý. Ngon ngon, tuyệt vời mà đảm bảo rẻ rẻ nhá. Rồi, rồi, rồi. Khi chửi của nhà tùy mẫu đây đây. À, tần dương trồ một cái. Ai em trồ mấy tuyển dư vậy? Nói là con chó ta. Ui khiếp đi. Đó chú đến nữa. Quên đến nữa. Thank you.
Ôi chà, rồi bỏ đấy ấy. Vừa dư còn đến sửa chú ba.
Ê, mình mẫu vô nhà thôi, tôi chọn mình chắc xếp rồi mà nó luôn. Tôi biết ai không? Bực bội. Sửa cho ngồi lên cho tao. Ê, chẳng lẽ hẳn là chúa cống. Bố ơi, chúa có bố. Nhịp nhúa luôn thôn rồi đi, chúa phải đẹp trái á. Bà Tám ơi, chó mà lại tổ vịt bố. Tổ chá đi á. Tổ vịt nó đi mang thời điểm của tổ vịt. Ý mà thôi, lờ mày chúa ấy đắng á. Đéo đi lấy giúp đi. Mượn xong nhớ chui rửa cẩn thận trả lại. Cái gì á, úi chả cái gì á. Chó tôi đi ra mẹ nữa nè. Úi chá ô. Chá nó. Cám chiếu mã sát. Úi chào ơi, úi chào ơi. Chịt mẹ. Trái ba con ơi. Thơ điên chịt cống. Thơ điên mới để chui sắt điên. Chảy ra ở miệng. Thôi. Ba tiếng lọc. Lâu tay lâu mà đi quân. Ra trời. Nhắm bờ dư ba tạm tổ vi có này. Có chí mẹ. Khi khán ta mới mới chim chiêu nữa sẽ xuống đất. Chó nha lán nguyệt mới lại đẩy một chỗ ấy á, tao chưa kịp xác. Anh sẽ là hồ anh chó trả đi. Trả đi trả là hài mi. Ba bánh chí mà biết đi quá như ba tao rồi á. Đây là ngon. Dư ba tạm có khách VIP không? Ý thì tất nhiên rồi. Nha tao khi mơ nó có khách VIP. Thì mô mà ăn uống hết đi. Alo có để làm được chứ? Miền sai à? Tao chưa điên. Tổ tiên lên toa đó, tổ thức ăn đấy nhá. Đi về, nói nhiều. Đi ngon quay lại đấy, ngon ngon ngon. Chào ơi. Đi con mà đi bay. Đừng tay đi. Xe ta bon bon trên chặng đường dài. Nếu mà đi xích thì rắc vô ống. Ông tin. Thôi. Tao giờ điền đi kể mà khỏe. Mà chơi chủ lâu rồi đi mê nhà. Thể giúp cho khỏe ngay mà. Bên đi đều ái đấy. Co dạy em. Tập thể dục bài sát. 1, 2, 3, 4. Cầu quá mẹ. Thế cho con trời. Nó bài hát buông thái tay. Thể giúp là đi. Thả hô mà giảm éo về. Lấy ngôi chơi chùa. Đã quả tươi cho phép mà chú vẫn chưa đi. Em cho em đi. Rơi câu số. Ui, ai hả? Má. Ý, này má, đành. Em con trẻ, đôi con dài. Đành. Tôi không phải là má. Hi, má. Ý, bé không phải má. À, đồ, bố đã lo. Chú ý, bố đã lo. Tôi là một người không may. Ôi cha ơi là gì? Ân may là ân may đại không may. Mà không có tên lê. Mà chỗ nào lây lấn rồi nhá nghe. Đi kiếm mà ăn. Đi mân việc mà ăn cho ra ngày đi kiếm ăn gì ra. Đi. Ui. Nghĩ đi nghĩ lại cho có cái môn là chúa không? Chúa ấy đâu ra mới ân may lắm đi. Ê, cả bạn ơi, cho hỏi đi, có phải chúa nghe? Có phải không? Chúa ấy đọc ra mấy mấy làm ra cả bạn lừa đấy, bền lạp hề. Ê, thử phản em không? Ê, đừng nai. Ồ, có phải là chúa? Phải. Hí, thật à? Mơ bò kinh nọt ra, coi mơ, mơ bò nọt ra mơ. Coi mơ. Ý đừng rơi, ý đừng ý trên anh nhờ, ý đừng ý hót. Ý chúa, dê, chứ mình để làm chỗ đầu gói chơi chỗ chú ý. Mình máu của nhá, máu. Mà nó ăn máu quá rồi là bé. Bán nhân ra nhá. Chúa, cái gì để đánh dư đấy chúa nè. Kể cáo cấp đấy nè, kể nửa của 2 năm nữa đâu, kể đi mày mối sáng. Mama rằng con trâu này đi vì thiên thần vì thật mà rằng thử đi chắc
À, có các bạn hữu của ta đã đến trước ta cả rồi. Có lẽ nào là hẹn nói các thánh viên các thiên thân đến trước luôn mà. Hẹn chắc đi internet phải. Anh ta chưa chờ bố nhắn mình. Thôi, đoàn chùa trực đã. Thôi thế để con là lấy chén đùa cho chùa dung nha. Đến đây chùa. Ơi, ta muốn chờ các bạn hữu của ta đến rồi cùng ăn luôn. Các bạn hữu của chùa mô, có cần gọi huynh trưởng quy hoa đi tiếp không? Các bạn hữu của ta luôn ở trong trái tim của ta. Hi hi thật à, huynh ở đó sung sướng lắm ạ. Rất ấm áp và hạnh phúc. Ui ui ui, à, chúa, cháu con ở trong trái tim chùa với. À, vậy con không có thích ở đây là sao? Ôi, con ghét cái xử lý làm đâu, con ghét cái xóm đi làm đôi. Ly bất trơn, con chứ muốn ở trong trái tim chùa thôi. Chùa he 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 he. Vậy con đã quyết định chắc chắn chưa? Đã nói là chắc như đinh đóng cột. Vậy được. Ôi đi, nói nhói nè. Từ nay con sẽ mãi mãi ở trong trái tim của ta. Ôi hạnh phúc quá mắng thầy nói chi nữa cả đi. Xe ô xe ô xe. Trong trái tim của ta à, con muốn gặp các bạn hữu của chú để coi cái mặt cái mùi hết này nơ. Được thôi, đây tất cả là những anh em của ta.
yêu thương của Chúa. Bây giờ bà đã ngộ ra rằng bấy lâu nay bà chỉ biết kính Chúa ngoài hình thức mà chưa kính Chúa thật trong lòng. Mà điều ấy phải được thể hiện bằng chính những hành động yêu thương những người xung quanh mình. Bà hối hận lắm, ngắm nhìn những gì đang diễn ra xung quanh bà. Lúc này bà bỗng trào dâng niềm hạnh phúc. Bà chỉ muốn ở nơi này mãi thôi, ở lại mãi trong trái tim yêu thương của Thiên Chúa. Anh em bất hạnh của ta, anh em luôn ở trong trái tim của ta. Nơi đây, anh em sẽ được bình an và được sưởi ấm bằng ngọn lửa yêu thương không bao giờ tắt. Con xin được một chỗ nhìn. Trong trái tim mẹ, nhiều bé